Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây anh chị có một miếng đất chủ đang kêu bán giá là 2.420 tỷ, trong đó là có 200 m² thổ cư luôn, để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem ha. À, về đường đi anh chị, hiện tại thì cái con đường đan mà em đang đứng là cái con đường đan này nè, là đường công cộng khoảng 3m tới 3m rưỡi nha. Đường này là tính ra là đường xe ô tô 16 chỗ là có thể đi được và là đường thông luôn nha. Cái hướng ở bên đây nè, nếu như mà anh chị mình đi thẳng ra khoảng 900m thôi là mình sẽ tới ngay chỗ quốc lộ 1A nha. Đó, đây là sát bên quốc lộ 1A luôn mà đường xe ô tô 16 chỗ là đi được luôn ha, ngon lành luôn. Rồi thì đường này cũng là đường thông luôn nha anh chị. Cái hướng ngược lại ở bên đây nè là mình sẽ đi ra đây, xong rồi anh chị mình rẽ phải là mình sẽ đi về ủy ban trường học của xã Long Hưng nè. Còn nếu như mà anh chị rẽ trái là mình sẽ đi về dưới chợ Sòi Hộp, chùa Sắc Tứ hay là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho. Một lát em sẽ mở cái định vị lên để cho anh chị xem nha. Rồi còn miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất ở bên đây nè. Đất của mình thì chủ người ta đã xung quanh là anh chủ đã làm hàng rào kiên cố hết rồi. Cái này nếu như mà anh chị mua nguyên một miếng lớn thì chủ vẫn bán luôn. Còn nếu mà anh chị muốn mua phân nửa thì chủ vẫn cắt ra để bán cho anh chị luôn ha. Thì nguyên một miếng lớn thì bề ngang là 20m nha. Bề ngang 20m là mình sẽ được tính từ ngay cỡ cái mí hàng rào ở đây nè. Anh chị mình đo dài qua bên cái mí hàng rào ở bên đây. Đó là ngay chỗ vị trí này là ngang là 20m. Còn chiều sâu vô thì một bên là 36 là bên đây. Còn bên đây là cái khúc đuôi nó sẽ bị khuyết một xíu cho nên là nó còn khoảng 30 thôi. Trong đó là có 200m² thổ cư luôn ha. Hết nguyên miếng luôn á, giá là 2.420 tỷ nha anh chị. Còn nếu như mà anh chị muốn mua lẻ một miếng thì cái miếng ở bên đây bề ngang là 10m, chiều sâu vô là 36m² dứt luôn á, trong đó là có 100m thổ cư, giá là 1.260 tỷ một nền. Còn nếu như mà anh chị mua cái nền ở bên đây thì bề ngang cũng là 10m luôn, nhưng mà chiều dài thì một bên là khoảng 36, một bên là khoảng 30, thì giá là 1.160 tỷ nha anh chị. Giá này thì anh chủ nói là anh sẽ còn bớt lọc nữa, cho nên là khi mà anh chị mình đi xem là mình sẽ thương lượng trực tiếp với anh luôn. Anh sẽ bớt lọc cho anh chị để mà anh chị bắt cây cầu đi qua bên đất của mình ha. Thì từ ngay chỗ đây, để em lại đây em chỉ cho anh chị dễ xem ha. Đây nè anh chị xem nè. Phía trước đất mình là sẽ có một cái con kênh thoát nước công cộng nè. Thì nếu như mà anh chị mình đi qua đất đó là anh chị sẽ phải bắt một cây cầu từ cái mí đường đan công cộng đi qua bên đất của mình. Thì em có hỏi anh chủ luôn á là cái phần đất mà mé bên cái đường đan công cộng ở bên đây nè, nó mé bên đây là mình được sử dụng hay là của cái cô chú hàng xóm bên đây. Thì anh có nói là cái phần đất này là anh sẽ là nếu như mà anh chị mua là anh chị mình sẽ được sử dụng luôn, cho nên á là mình sẽ có thể bắt cầu mấy mét cũng được, và mình muốn trồng thêm bông hoa gì lên để cho cái mặt tiền mình đẹp thêm là vẫn được luôn nha. Em thấy là anh cũng có hay về để dọn cỏ nè, rồi em thấy có người móc sình lên luôn nè anh chị. Nó nhìn nó cũng rất là sáng miếng đất của mình luôn ha. Mình bắt cầu qua thoải mái luôn. Cái mương cái con rạch công cộng này em thấy bề ngang thì trung bình chắc nó cũng tầm khoảng 4m đó anh chị. Đó, mình có thể bắt một cây cầu để mà xe ô tô mình qua tới đất luôn. Tại vì cái mặt tiền đường công cộng bên đây là hiện tại là ô tô 16 chỗ là đi được rồi, là thấy ngon lành rồi ha. Đất thì đã đổ hàng rào nè, anh chị xem làm móng hàng rào cũng rất là kiên cố luôn nha. Nói chung là đất đẹp á anh chị. Anh chủ cũng có đổ cát, đổ nền rồi nè. Thì cái này khi nào anh chị về, anh chị mình muốn cất một căn nhà thì mình có thể đổ thêm cái phần nền nhà mình thôi. Còn xung quanh thì mình để mình trồng cây trái thì không cần phải đổ cao đâu ha. Nói chung là đất rất là đẹp luôn anh chị. Cái trên cái con đường này nè, em thấy từ ngay chỗ mà quốc lộ 1 đi vô cái hướng ở trong đây á nha, là em thấy hai bên đường đa số á là ở đây cất nhà vườn nghỉ dưỡng rất là nhiều luôn. Một lát á em đi ra em sẽ quay một đoạn để cho anh chị xem, đa số là toàn là nhà vườn nghỉ dưỡng không à. Khu vực này cất nhà rất là tuyệt vời luôn ha. Ở đây á thì không khí rất là trong lành mà mát mẻ nữa. Mấy anh chị mà ở Sài Gòn á, anh chị muốn tìm một nơi mà để cuối tuần mình có thể cùng gia đình về mà nghỉ dưỡng để không khí nó thoải mái á, cho trong lành á, thì anh chị có thể lựa chọn miếng đất này. Anh chị mình có thể đi xem miếng đất này ha. Tại vì em thấy xung quanh đây nha, dân cư đông nè, chợ, trường học, ủy ban cũng gần luôn, mà từ Sài Gòn anh chị về cũng gần nữa. Mà ở đây là đất nước ngọt nha. Nếu mà anh chị về đây ở là mình đăng ký là điện nước wifi là sẽ kéo vô tới trong đất của mình, tới căn nhà của mình luôn ha. Cho nên về đây mà nghỉ dưỡng là quá là tuyệt vời luôn rồi. Không có chỗ để chê luôn đó anh chị.
Đất á thì đất á thì hiện tại là đất trống thôi, không có trồng cây trái gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình về đây á thì anh chị em nghĩ là mình mua một vài loại cây trái mà mình thích á, về cái mình đặt vô, xong rồi sau này mình về mình cất nhà vườn là tuyệt vời luôn rồi. Đất mình thì nền bọng đã cao ráo hết rồi, tường rào đồ cũng có sẵn hết rồi. Thì trong đất là không có mồ mả gì hết. Nhưng mà ở bên xéo xéo hàng xóm cái góc bên đây là có nha anh chị. Nhưng mà nó cách đất mình cũng rất là xa luôn. Mà xung quanh đây dân cư đông mà, cho nên là anh chị ở mình cứ yên tâm ha. Đây là cái phần đất phía sau bị khuyết mà em nói với anh chị nè. Đó, bên đây nó khuyết nè, cho nên nó bề dài bên đây nó sẽ ngắn hơn, là nó còn khoảng 30 thôi. Wow, anh chị xem nè, rất là đẹp, cảnh rất là đẹp luôn ha. À, bên đây thì 30, bên đây thì nó dài hơn là nó 36, nó vuông dứt hơn nha. Em nghĩ nếu mà anh chị mình cất nhà vườn á, anh chị mua hết nguyên một miếng này luôn nha. Trời ơi, xong rồi mình cất một căn biệt thự lên rất là đẹp luôn á anh chị. Từ đây mà mình đi ra có 900 mét thôi là mình sẽ tới quốc lộ 1A này ha. Ở đây là rất gần rất là nhiều tiện ích luôn. Từ chợ nè, trường học, ủy ban luôn. Nếu như mà anh chị đi chợ á, là mình có thể đi chợ Dòng Dứa. Còn không á thì anh chị có thể đi lên chợ Long Định nè, hoặc là chợ Long Hưng cũng được nữa. Từ đây mà anh chị đi lên trường học hay là ủy ban của xã Long Hưng cũng rất là gần. Để em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem thử nha. Ở đây là thuộc về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích nguyên một miếng đất lớn là bề ngang 20, chiều dài một bên là 36, một bên là 30. Thì tổng diện tích là khoảng 685 m², trong đó là có 200 m² thổ cư luôn. Thì anh chủ đất kêu giá nguyên một miếng lớn là 2.420.000.000. Còn nếu như mà mình muốn mua một miếng nhỏ, phần nữa thì anh vẫn cắt ra để bán luôn. Thì một miếng là ngang là 10 m, dài vô là 30, dài vô là 36, trong đó là có 100 m² thổ cư, giá là 1.260.000.000. Còn nếu như mà cái miếng ngắn hơn là bề ngang 10 m, chiều dài một bên là 36, một bên là 30, thì cũng có 100 m thổ cư luôn, giá là 1.160.000.000. Giá cả thì anh nói là sẽ còn bớt lọc cho anh chị nữa, để mà về anh chị bắt một cây cầu đi qua bên đất á. Còn về phần giấy tờ thì anh nói là thế của ai nấy đóng nha anh chị. Rồi em sẽ mở định vị lên ha. Thì trước tiên á, đất của mình là sẽ nằm ở hướng Tây nha. Đó anh chị xem ha, xung quanh hàng xóm nè, trồng dừa, trồng cây trái nha. Rất là mát mẻ luôn, không khí rất là trong lành luôn anh chị. Nè anh chị xem nè ha, cái nút mà xanh xanh là vị trí em đang đứng nè. Xung quanh đây là dân cư đông lắm luôn nè. Nó nhà là san sát nhau ha, cho nên là về đây nghỉ dưỡng là anh chị mình cứ yên tâm nha. Rồi thì anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Thì ở đây là quốc lộ 1A nè. Từ đây anh chị đi thẳng ra là tầm khoảng 900 m thôi là mình sẽ tới nha. Mình rẽ phải là mình sẽ về ngã tư Đồng Tâm nè. Mình rẽ trái là mình sẽ đi lên cầu Long Định nè ha. Rồi thì để em sẽ xem thử ở đây nếu mà anh chị mình đi chợ thì như thế nào ha. Đây, nếu mà mình đi chợ á, là một là anh chị có thể đi chợ Dòng Dứa nè, hay còn gọi là chợ Huệ nè. Hai là mình có thể đi lên chợ Long Định nè, hoặc là mình xuống chợ Sòi Hột cũng được. Nhưng mà cái chợ gần nhất thì là em thấy là chợ Dòng Dứa nha anh chị. Thì chợ là sẽ có bán đầy đủ những cái vật dụng cần thiết sinh hoạt hàng ngày luôn. Cho nên đó là anh chị mình cứ yên tâm ha, mình đi chợ Dòng Dứa là được rồi, mình không cần phải đi những cái chợ xa. Rồi còn trường học á, thì ở đây anh chị mình có thể đi trường học của xã Long Hưng nè. Còn không á, nếu mà trường học cấp 1, cấp 2 mẫu giáo á, thì mình sẽ đi của Long Hưng. Còn cấp 3 là mình có thể đi xuống dưới ngay chỗ Phước Thạnh là thành phố Mỹ Tho á anh chị. Đây nè anh chị xem, từ ở vị trí đất của mình ở đây á, mà anh chị đi lại cái cụm như là ủy ban nè, rồi trạm y tế, công an hay là trường học của xã Long Hưng á, thì trung bình mình đi là có 2,7 cây số thôi à. Đây anh chị xem, trường trung học cơ sở Long Hưng mới nè. Đó, rồi bên đây là có ủy ban, sát bên là em thấy có trạm y tế, rồi ở đây là có công an luôn nè. Thì mình đi có 2,7 cây số là có 6 phút thôi là tới rồi nè. Đây là trường trung học cơ sở Long Hưng ha. Anh chị sẽ đi dài theo cái con đường này lại đằng đây một xíu nữa là tầm khoảng 2-3 cây số nữa là mình sẽ tới trường tiểu học của Long Hưng luôn nè.
sát bên luôn ha. Nó dài dài ở đây là em thấy sáng là sẽ có bán chợ luôn nè. Nó tiệm tạp hóa này là cũng có bán đầy đủ hết luôn ha. Rồi thì ở đây á, để em xem thử từ ở đây á, mà anh chị về tới ngay chỗ mà giáp ranh của thành phố Mỹ Tho á, anh chị là ngay chỗ mà chợ Sòi Hột á, ngã ba Sòi Hột á, thì trung bình á là mình đi, để em xem ha, em xem ngay chỗ chợ Sòi Hột đi nha, thì trung bình ở đây á, mà mình đi xuống tới ngay chỗ chợ Sòi Hột là 3,9 cây số, là mình đi 8 phút. Đây, ở đây là chợ Sòi Hột nè, sát bên là có chùa Sắc Tứ nè. Ngay đây là ngã ba Sòi Hột, là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho đó anh chị. Bên đây là của Châu Thành, bên đây là của thành phố Mỹ Tho nè. Đó, thì nếu như mà mình đi học trường cấp 3 thì anh chị có thể cho con mình đi học ở dưới trường trung học phổ thông Phước Thạnh nè. Đó, từ đây mình đi xuống đó thì trung bình, để em xem ha. Đây, từ đây á, mà mình đi xuống tới trường cấp 3 của xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho là 4,9 cây số thôi à. Em thấy cũng khá là gần luôn nè. Đây, nếu mà cấp 1, cấp 2 thì anh chị sẽ đi của Long Hưng là khoảng 6 phút. Còn mà cấp 3 là mình sẽ đi xuống giáp ranh thành phố Mỹ Tho là 4,9 cây số. Đi khoảng 8 đến 10 phút là tới nè. Đó là trường trung học phổ thông Phước Thạnh ha. Ở đây á, là mình cũng sẽ gần ngay chỗ mà bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Tiền Giang á anh chị. À, bệnh viện mà đang xây dựng hay còn gọi là bệnh viện Chợ Rẫy 2 á, thì trung bình từ đây mình đi xuống đó là có 4,7 cây số à, cũng rất là gần luôn nè. Đây anh chị đợi em xíu nha. Đây, mình đi á là bệnh viện đa khoa mới tỉnh Tiền Giang nè. 4,7 cây số mình đi là có 7 phút thôi à, sát bên luôn, vị trí rất là gần luôn. Nói chung là xung quanh đây gần rất là nhiều tiện ích luôn. À, ở đây á, anh chị sẽ còn gần một cái nữa là trại rắn Đồng Tâm. Chắc là khu vui trại rắn Đồng Tâm là nhiều, nói chung là đa số là anh chị nào cũng sẽ biết rồi ha. Thì từ đây á, mà mình đi lại tới anh chị đợi em xíu sao nó đi vòng vòng. Từ đây á, mà mình đi lại tới trại rắn Đồng Tâm thì tầm khoảng 15 phút thôi à. Nè, mình đi là có khoảng 7,7 cây số, 15 phút là mình tới trại rắn Đồng Tâm rồi, cũng sát bên thôi à, cũng không có xa ha. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà anh chị đi xe máy á, thì đường đi nó sẽ gần hơn á. Còn đường này là mình đi ô tô thì nó đánh vòng thì sẽ xa hơn nha. Từ ở đây á, mà mình đi về dưới trung tâm của thành phố Mỹ Tho luôn á, thì trung bình mình đi là khoảng 8,8 cây số thôi. Mình đi là có khoảng 13 tới 15 phút thôi là mình đi tới trung tâm thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Còn từ ở đây á, mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình á, mình đi là khoảng 61 cây số thôi. Mình đi là 1 tiếng 11 phút là mình sẽ về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh nha. Rất là gần luôn ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha. Đất của mình á, là nằm ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất á, là nằm ở bên kênh. Còn bên đây là mặt tiền đường công cộng, đường đan 3m tới 3m rưỡi, đường xe ô tô 16 chỗ là đi được luôn, và là đường thông luôn ha. Một hướng á, thì mình đi 900m là mình sẽ ra tới quốc lộ 1A. Còn một hướng á, thì anh chị sẽ đi thông ra ngoài chùa Sắc Tứ, chợ Sòi Hột nè, hoặc là đi ủy ban trường học của xã Long Hưng á. Thì từ vị trí đất của mình ở đây nha, mình đi tới những cái tiện ích như là trường học, ủy ban của Long Hưng á, thì trung bình mình đi là khoảng 6 phút. Còn anh chị mình đi chợ thì mình có thể đi chợ Dòng Dứa, hai là chợ Long Hưng, ba là chợ Long Định, bốn nữa là anh chị có thể đi chợ Sòi Hột. Vậy tính ra là gần đất mình xung quanh là có khoảng 4-5 cái chợ luôn á. Vị trí rất là đẹp luôn ha anh chị. Rồi anh chị đi xem miếng này nhanh nhanh đi. Anh chị mua miếng này về sau này để dành cất nhà vườn nghỉ dưỡng ở khu vực này là rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì hàng xóm đông nha, nhưng mà vui vẻ lắm, rất là dễ thương luôn. Hôm em nhớ là hôm qua em có ghé đây một lần thì em cũng có gặp chú hàng xóm bên đây nè. Chú cũng ra, chú hỏi thăm, rồi chú nói chuyện rất là vui vẻ, rất là thoải mái luôn á anh chị. Nói chung là về đây cất nhà vườn nghỉ dưỡng là quá là lý tưởng luôn. Wow, em thấy có đèn đường luôn nè. Rồi thì để em sẽ đi ra đây một xíu rồi em quay thêm một đoạn đường khu vực mà nhà vườn quanh đây cho anh chị xem ha. Đó, đây là kênh thoát nước công cộng, thì anh chị mình cứ việc bắt cầu khoảng 3m, 4m cho xe ô tô mình vô được thôi. Nói chung là mình bắt thoải mái ha anh chị. Phần đất bên đây là thuộc về quyền sở hữu của mình luôn rồi, cho nên là anh chị muốn trồng bông hoa gì đó thêm cho mặt tiền của mình đẹp hơn, mình cứ trồng thoải mái nha. Trời ơi, không khí ở đây quá là trong lành luôn á anh chị. Tại vì đa số vòng vòng ở đây á, là hàng xóm mình trồng cây trái nè, bông hoa rất là nhiều luôn.
cái đi dài dài trên con đường này nè ha, mình cảm thấy là mình rất là yêu đời luôn, rất là thoải mái luôn. Rồi đúng kiểu chắc quê luôn á anh chị. Rồi thì anh chị đợi em xíu ha, để em sẽ chạy dài ra đây nè, em sẽ quay một đoạn cái khu mà nhà vườn nghỉ dưỡng cho anh chị xem ha. Wow, anh chị xem nè, một căn nhà vườn rất là hoành tráng luôn ha. Xung quanh thì trồng cây trái nè, rồi trồng kế bên là có một căn nhà ha. Đó, ở đây là đa số là mua đất về để cất nhà vườn nè anh chị. Nó hàng rào rồi đã rào hết luôn rồi, chỉ cần đợi ngày về cất nhà là ở thôi. Đó, rất là nhiều luôn ha. Nói chung là trên con đường này là đa số là nhà vườn nghỉ dưỡng thôi anh chị. Đó. Ở trong video á, anh chị sẽ không có thấy được hết những căn nhà vườn ở đây với lại cái vẻ đẹp của cái con đường này đâu. Anh chị đi xem trực tiếp đi, em sẽ dẫn anh chị đi xem ha. Lúc đó là mình sẽ cảm nhận được rất là nhiều luôn á. Đây anh chị xem nè. Đó, trên cái con đường này em thích nhất là căn nhà này luôn nè anh chị. Đó, anh chị thấy đã không? Đúng đúng chất nhà vườn nghỉ dưỡng biệt thự mini luôn á anh chị. Dài ở đây thì cũng còn rất là nhiều luôn. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho bên nhà đất Huyền Trang nha. Tụi em sẽ dẫn anh chị đi xem đất và mình sẽ gặp trực tiếp với chủ đất để thỏa thuận về giá cả luôn ha. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Xe ô tô 16 chỗ là Vinvu luôn nha anh chị. Wow, đây thêm một căn nữa nè. Đó, anh chị xem ở đây là đa số là nhà vườn thôi mà em nói thiệt mà anh chị ha. Điện nước, wifi, đèn đường là đầy đủ luôn nha. Bye bye anh chị nha. Vẫn còn muốn quay phim cho anh chị xem nè.